Tung hô mẹ Maria. Tung hô. Tung hô mẹ Maria. Tung hô. Ở đây cùng với tin mừng nữ vương. Let us pray. O God, who prepared a fitting dwelling place for the Holy Spirit in the heart of the Blessed Virgin Mary, graciously grant that through her intercession we may be a worthy temple of your glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hơn nửa thế kỷ trước đây, Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thành lập và việc quan trọng đáng nhớ là cùng với toàn thể quân dân đất Việt đã hiến dâng Tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Giờ phút này, nếu có thể được, chúng con xin kính mời tất cả cùng quỳ gối khiêm tốn nhắc lại lời kinh hiến dân trang trọng đó trong dịp hành hương thánh điển năm nay. Xin cộng đoàn và sẽ hát đi kiều trang số 8 kinh dân xã hội và